City tại biên giới và biển. Công ty TechDesign ID cùng với công ty Ernest của Slovakia và công ty quốc tế sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược và độc quyền trong vòng 3 năm. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Siri Bellinger, chủ tịch hội đồng quản trị.